Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, dù làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch, được quý nhân giúp đỡ đưa đường chỉ lối, nên trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ che chở rất nhiều. Công việc hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn, cát lành. Con đường tài lộc trong tháng này của họ luôn rộng mở. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để nắm bắt được vận trình tài lộc của mình trong tháng 8 quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Tuất tháng 8 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen, dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi nhưng mà tốt là có sự đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Tuất phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên một chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện. Ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi công sức mọi thứ mới ổn định. Trong tháng này, cẩn thận trong việc hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng, hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Thách thức và cơ hội luôn song hành cùng với nhau, nên người tuổi Tuất vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu phụ. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những ngày tháng đầu năm, nhất là với những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 8 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Tuất trên phương diện sức khỏe không được tốt, sức khỏe giảm sút nhiều so với thời gian trước đây, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà xảy ra như đau nhức đầu, giảm sút thị lực. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi. Trong tháng này, nam nữ tuổi Tuất có hạn về xe cộ. Chính vì thế, khi xuất hành đi ra ngoài, nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực. Các quý vị gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất.
thứ tư về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của các quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng này không được như ý, gia đạo mất hòa khí. Vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc sẽ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rối rắm vào thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu, mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý. Dù được may mối, cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Những người tuổi Giáp Tuất đang tìm việc làm thì tháng này không phải là thời điểm thuận lợi. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn. Do công việc còn chưa ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong tháng này, tử vi của những người tuổi Nhâm Tuất rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt nữ mệnh rất dễ vướng vào chuyện tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây nhiều tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tuất 2022, tháng này vận khí của những người tuổi Tuất sinh năm 1970 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Phương diện sự nghiệp của quý vị gia chủ Mậu Tuất liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm có nhiều sóng gió trong tháng này. Những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những chuyện tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn. Đối với người trong gia đình, đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ, khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm cho ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình, quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trong chương trình. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé.